quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố cho biết trong ngày 3 tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, gồm một F1 về từ thành phố Hồ Chí Minh, được cách ly tại nhà có kết quả xét nghiệm âm tính trước đó và 3 ca chưa cách ly. Cụ thể 3 ca mắc COVID-19 chưa cách ly là TTKA, nữ, sinh năm 2000, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, là nhân viên phục vụ tại nhà hàng Lê Gia 2, đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, lấy mẫu sàng lọc tại bệnh viện 199. Trường hợp thứ hai là TTMT, nữ, sinh năm 1996, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tạm trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, nhân viên phục vụ tại nhà hàng Lê Gia 2, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện 199. Trường hợp thứ ba là MXT, nam, sinh năm 1986, trú phường Hòa Quý, quận Hoành Sơn, là thợ làm cửa nhôm kính, từ đến bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm.